Không chưa? Bao nhiêu giây? À, hết hơn có chưa tới 1 phút nữa. Em 50 cái cho mình xác 50 giây mấy. Nắm chưa? Nắm chưa? Rồi vô bài tập chính nha. Rồi. Ok, hai các bạn hôm nay Yulay sẽ có những cái bài tập nó rất là mới. Rồi, đầu tiên là squat toàn tạ với ghế nha. Rồi bước cái ghế này ra. Đây, anh sẽ đá tạ vô cái thành đòn ngắn này cho em. Rồi, em để ngang đi. Rồi, ok. Rồi, em đưa cái này lên đây nha. Rồi, bước qua đây. Rồi, mà lộn chân nè. Nhìn nè. Bắt xuống nè. Bắt tắt bớt nhẹ máy tính đi. Bắt bớt nhẹ máy tính. Không phải nó nhẹ cái tập được chứ. Nhẹ nhỏ xíu. Rồi. Nè, bắt xuống nè. Em mở lộn chân ra. Cái mông em vừa chạm ghế. Em nhúng 1, 2. Đưa lên tới đây thôi. Nhúng xuống. 1, 2. Đưa lên. Rồi, vừa khá như vậy. Rồi, bạn thì liên tục nha. Vô. Vô đòn thả đi. Bưng lên được không? Rồi.
đã ha, đã thả ha. Không. Đã rồi đúng không? Ừ. Rồi, đổ đi. Rồi đó, cái đó là bài tiếp theo này nha. Rồi, nè. Rồi, bây giờ cái bài này chúng ta sẽ tập như thế này. Đây. Em mở rộng chân ra, vậy ha. Mở rộng chân kiểu như sumo squat vậy á. Sumo deadlift vậy đó, nắm tay nè. Bây giờ mới cầm cái đòn bự, cái đòn này ngắn quá, không nắm được. Nè, lên nè, xuống, xuống nè, căng mông ra, kéo lên, sau đó gập mông xuống, hiểu không? Rồi căng mông tối đa, chân có thể khép nhẹ lại xuống xíu nè, một nè, hai nè, một nè, hai nè, chắc lấy đòn bự rồi nè, không có chỗ nào. Tay anh bự á, tay em nhỏ mà. Rồi ok, vô thằng này thôi, một miếng thôi. Cầm lại xíu, rồi xuống. Rồi, rồi đó, xuống. Rồi gặp mông. Không, 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 cái đó là squat xuống. Còn kia là gặp mông xuống. Nè, khác nè, một nè, hai nè, thấy không? Khóa gối. Khỏe mẹ. Đây là em squat xuống nè, một nè. Rồi cái A nè, thấy không? Cái mới cái A thôi. Nè, xuống theo anh nè. Squat xuống nè. Rồi lên nè, gặp mông nè. À. Căng hết hoàn toàn luôn. Đó, biến chuyển của nó đó. Tốt. Một nè, gặp xuống. Hai nè, tốt, chính xác. Rồi, tiếp. Đủ 8 cặp. Ba nè. Bốn, tốt. Năm. 6 7 Ok. Chép cái kia. Ừ rồi ok. Sang ghẻ với một thiệp len vỗ vai, nắm tay gì. Bình thường thôi, giữ yên. Len vỗ vai hay là len kéo gối đi. 1, chuyển qua 2, rồi bỏ bên 10, sau đó vô đây lại rồi mở bàn 3 ha.
À, mới có 12 bài và 4 12 phút và 4 bài rồi hả? Tán bài hả? Kìa, ráng lên. Đó. 12 phút nữa sẽ được. Đấy. Mệt quá. Rồi, hai cái một bánh chân.
thôi, ba nhạc liên tục vậy thôi. Rồi ba bài gì nữa? Sang kẽ với bụng, chống tay kéo gối vô đây, chống tay kéo gối qua nhẹ, nhẹ. Ok, rồi các bạn mời các mỗi bên luôn, rồi vô. Thêm một miếng 20 giùm em đi. Còn nửa đầu miếng 20. Ý là anh dồn một miếng qua đây nhẹ thì thấp quá. À. Nhà mình có nhiêu đó bà. Ra lên một miếng cho mẹ em đi. Dễ. Rồi. Rồi rồi á. Nghe chưa? Nghe chưa? Yeah. Rồi một chân nha. Rồi vô. Rồi khỏi luôn á. Càng lên đúng không? Đây. Đó là lý do phải tập thêm bụng và cơ lưng để khỏe đều. Rồi, 20 mỗi bên chân. Cái tội tập mà đeo mũ đà nẵng đồ. Bây gặm hư mũ luôn kìa. Yeah.
Và hai bài cuối thì đừng nghỉ rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Yeah. Em thấy như này gặp giỏi không? Ừ. 7 phút luôn. Bài tiếp theo nè. Được nha. Rồi, cầm chùi ra. Sumo squat xuống. Kéo mông lên phía sau. Nhúng nhúng. 1, 2, bước. Nhúng. Nhúng, bước lùi. Nhúng, nhúng, bước lên. Nhúng, nhúng, bước lùi. Nhúng, nhúng, bước lên. Nhúng, nhúng, ok. Bài này ba em tập được bài. Xong bài này đi, ok. Đây là bài gì? Xong bài này bài đổi chứ. Nhúng thì tập vậy mỏi chứ sao? Thì xem kéo bụng đúng không? Rồi xem kéo lên 30 giây ha. Dạ không, tập cái bài nãy nghe. Yeah. Tạ tiếp hả? Không, tạ tiếp còn lại được. Cái này nãy này nghe. Này nè. Nhớ không? À, bước với tạ nè. Ừ, tạ này kéo. Chưa khó á. Ờ, rồi, rồi, tạ đi. Rồi, nè, ok, hiểu. Kéo bụng gì? Nhưng mà vậy đúng không? Đúng. Em linh hệ đi. Nè, cảm ơn. Nè, rồi, xen kẽ với cái bài đó sẽ tập một bài như thế này. Để các bạn nó vuông góc như nè. Chống xuống. Rồi, giữ, chập bụng. Kéo, chạm. Kéo, chạm. Vô bụng nó luôn nha. Kéo, chạm. Góc khác nè. Góc khác nè. Nè, đứng nè, thẳng ba nè. Kéo, chạm. Kéo, chạm. Kéo, chạm, ok. Rồi, hai bạn này là hết đúng không? Ok rồi, hai bạn này hết, cảm ơn nha. Hai em biết cục về đi. Cái nhúng nhúng á, em lên xuống. Thẳng lần. Nhắc em thôi em về. Ờ, thẳng lần thôi nha. Rồi lên nè. Rồi. Rồi, cứ động chân ra. Rồi, squat nhúng nhúng xuống. Rồi, bước lên. Không có đứng thẳng vậy. Giữ người lưng lên nghe. Trời ơi. Trở vô mông. Ngán đây, nhúng xuống rồi, nhúng. Thâu vô. Rồi, bước lùi vô. Rồi, xuống. Thăng mà. Rồi, khó quá. Căng hả? Căng hả? Tới giờ phút này đây là căng rồi. Đổi. Đổi về đi. Ok, rồi cho đổi bài. Rồi, 10 gắn mỗi bên. Mắt nhìn nhớ gương và giữ thằng bạn. Đứng xích qua chút đi. À, đứng qua đó đi. À, đứng đó đi, đứng xuống ghế này. Bây bây bây, đứng được đi. Rồi. Thôi, hẹn lại lên chặt lại anh. Rồi, em còn sống nha. Dạ. Rồi, tập đi. Rồi, bước. Đúng. Rồi, một vòng. Còn 6 phút nữa hết dung lượng đi đâu phải tập cho xong nha. Xong luôn vậy. Nặng quá. Cứ heo rác tạ chi không biết. Rồi kéo đi đứng để đúng tạ đó quay đúng tạ. Rồi cái này kéo em chạm mỗi bên chân 6 lần nha là được rồi. Rồi. Chạm một chân nữa nè. Ok, chạm cái đó được rồi. Thoát cỡ rồi, có chuyện gì thôi nè. Chỉnh cổ tay lại, đừng có đau cổ tay lắm. Chỉnh lại, cái thả đó.
có những ngày mà tay nó khỏe á, coi thử được bao nhiêu rồi, 26 phút chưa? Thấy bà rồi sao? 26 rồi. Rồi cho thiệt nữa nghỉ. Không thiệt tay thiệt đâu. Lên nè. Rồi hãy là ngày cuối. Làm thiệt đâu nha. Cái vụ này là vụ này bỏ cùi rồi đó. Khó không? Khó. Nhìn vậy mà không dễ. Thấy bài à luôn. Không có dễ thế nào đúng không? Rồi làm sao ráng hơn nữa nha.